Ôi trời ơi. Ôi, xăng em ơi, hết xăng. Xăng điên 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 người vậy. Xe vừa hết xăng anh quên mang ví. Anh cắm. Vừa cắm mẹ chứ khá bảnh hiệu xăng rồi nó mới cho đổ xăng điên hết cả người. Mọi người nhá, hôm nay là như này. Bảnh đã, hôm nay là đang gió mùa đông bắc mà Bảnh đang nóng với người đây. Bảnh vừa đi ra đường mà xe của Bảnh hết xăng, Bảnh không cầm mang ví, Bảnh cắm con mẹ cả cái chứ khá Bảnh của Bảnh ở tiệm xăng nó mới đổ xăng cho Bảnh. Bảnh lú với người về con xe này của Bảnh, Bảnh cứ đi ngày nào Bảnh đi nó ăn 2 lít tiền xăng của Bảnh. Mà còn xe này lại rất đắt mà ăn xăng như nước lã mọi người ạ. Cho nên là hôm nay nào Bảnh vừa nhận được quả thông tin của hãng Bega xe máy điện là bảo là đập xe máy đổi xe máy điện đấy, đập xe ga đổi xe máy điện. Thì hôm nay Bảnh sẽ nào, Bảnh sẽ mang con xe máy này ra bãi đất chống, Bảnh đập con xe này, Bảnh đập xong Bảnh đốt luôn, Bảnh quay clip đốt luôn gửi cho hãng Bega, nó lại tưởng mình cái xe máy điện luôn. Được, đập xe này luôn, chuyển luôn. Mày đi mua xăng anh, còn mày mang lấy tip đi luôn, chuyển luôn. Bảnh nói là Bảnh làm nhá mọi người nhá, đi theo Bảnh nhá, ra bãi đất chống đi. Tất cả đi ra bãi đất chống của Bảnh luôn để Bảnh đập con xe này luôn. Cho nó rực rỡ lên luôn em ơi. Bực hết mình à. Sắp đến rồi mọi người ơi, sắp đến điểm rồi. Khánh thật cay mang xăng cho anh nào. Em phải đập. Đây đưa anh đập luôn. Hôm nay Bảnh đập con xe máy luôn mọi người ạ. Rồi quay từ góc này. Anh cho em cái mặt tăng lên, xe tại vì em đi con này tối bao nhiêu xăng rồi nhỉ? Xe con này nhựa dẻo. Từ bình tĩnh em này, anh phải đập trước đi. Con này nhựa tiếp. Đi coi nhà. Con này xem con này là. Ôi giời. Tưởng như ăn nào. Tưởng như là con thua đúng không? Ôi nó sáng đèn này. Ôi giời ơi. Vợ chưa? Mẹ mày ăn xăng của bố mày. Làm bố mày mất mặt này. Chết cha mày này. Xe đất này. Xe đất này. Con này nó ăn tốn xăng quá mọi người ạ. Con này nó ăn tốn xăng quá. Bảnh đập xong Bảnh. Bảnh đốt luôn con này mọi người ạ. Con này nhá. Con này đây nhá. Xe đăng ký của Bảnh luôn đây nhá. Này. Biển số xe này 21D1-04818. Xe của Bảnh luôn nhá. Xe đăng ký đây nhá, không phải là xe để đâu. Bục luôn. Mẹ mày. Hết xăng là mình lú luôn với thằng bán xăng. Vừa đi đã hết xăng. Ui. Bây giờ Bảnh đốt luôn. Bảnh đốt luôn không mọi người này, bảo Bảnh là đập xong về lại sửa lại cho nó mới hơn. Như xe Bảnh rõ mới rồi nhá. Bảnh đốt luôn. Em tháo bô đi xăng à. Mang căn xăng à. Tháo chỗ ấy xăng à Khánh à. Ồ. Em chuyên về xe mà em lại không biết chỗ tháo xăng thì còn nói chuyện gì em. Xe máy điện thôi, không chuyên xe máy xăng này. Em nói dặn anh là mua xe máy điện Pega từ lâu rồi, anh không chịu mua. Anh không cần mua, hôm nay anh xả con này đi là anh gửi video cho bọn nó. Bọn Bega là nó tặng mình con máy điện mà. Ôi giời ơi. Đập cái bắn cái này mà.
Đây nhá, xe này đăng ký của Bảnh luôn nhá mọi người nhá, chứ không phải là xe đẻo đâu. Bảnh đập luôn để Bảnh đổi lấy con Tuấn tưới sang đây Tuấn này. Con Bega. Sẽ can xăng đâu? Đưa đây để anh hủy con này. Bây giờ em tưới. Con Bega đi nó môi trường. Đi nó bằng điện nó đi sạch cho môi trường. Tắt chìa khóa xe đi, tắt chìa khóa xe đi. Đi con này dựng trong nhà toàn mùi xăng. Tưới đây. Tưới lên. Tưới cả vào trong nữa. Rồi từ từ quay 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 đầu xe đây cho nó đẹp. Dưới trên là chạy dưới, tôi thấy tốn. Mấy người ngồi đi. Quay đầu xe cho đẹp. Đấy, tôi đi điên đi. Tôi cả lên kia nữa. Tôi cả lên không được nét. Rồi đưa 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 điện bật lửa đây à. Bùng nhanh lắm ấy. Bùng nhanh á, bùng nhanh đốt con mẹ vào vào. Ui ơi, đẹp không? Được chưa? Được không mọi người? Bánh hủy nó luôn. Khá khá. Đang đốt đây. Không phải lồn đấy. Xe gì đấy? BCX mới cứng luôn. Xe gì đấy? BCX mới cứng luôn. Ờ, tí để tôi quay tôi lấy xác nhá. Ồ. Bạn quay mặt bạn đâu xem cái nào, đừng quay video cái nào. Đây. Anh đi khói ra xỉn đây. Ê. Ê, anh đứng chụp cái nhá. Anh đứng anh chụp cái. Ờ, chụp cái anh đi, chụp cái anh đi. Chụp chụp anh đi để làm thùng bát em ơi. Chụp anh làm thùng bát. Đẹp đấy nhỉ. Tiếp vào đấy. Rồi. Quay đi, lấy máy mình quay đi em ơi. Ờ. Lấy máy mình quay đây. Mà anh vừa hủy con BC này rồi. Quay gần vào, quay gần vào. Số xe luôn này. Anh nha. Biển số xe là 21D1-04818 mọi người nha. Bánh ngủ ý con BCX này mọi người ạ. Điên hết người con xe này. Ôi sợi lỗ rồi. Lỗ rồi. Lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ rồi. Con BCX này biển. Đăng ký xịn của Bánh luôn nhá. Không phải là xe để đâu nhá. Nhưng mà đốt xe đốt luôn cả đăng ký. Giữ đăng ký em gì nhỉ? Bỏ đăng ký. Nhà. Đốt luôn. Anh em nhỉ? Đốt luôn cả đăng ký. Bỏ đăng ký em gì anh em nhỉ? Giữ đăng ký em gì? Đốt luôn. Thôi mà để giữ về nhớ đâu ai có hỏi gì. Thì cần bảo xe đây. Đăng ký đây. Hôm nay gió mùa đông bắc nữa, lửa lại đẹp nữa nhỉ. Được không mọi người? Mọi người thấy có rực rỡ. Bảnh tính cả đấy, Bảnh tính cả đấy, Bảnh đốt con này xong Bảnh gửi quả video này tí nữa Bảnh gửi quả video này cho hãng Bega. Là Bảnh làm con quả máy điện mới của Bega đã tặng mà tính rồi. Con xe này Bảnh mua là đấy là mua là gần 70 triệu ấy mọi người ạ. Gần 70 triệu con BC kia đấy.
đắt gấp 3 lần con xe máy điện. Quay đủ chưa Tuấn? Ồ, sao cứ để nhắc ấy nhỉ? Quay đi anh nói cho. Bánh hủy con basic ấy luôn mọi người ạ. Con này không lọ anh em bảnh đi ơi. Anh em bảnh đang lượn cái đoạn của mấy em gái xinh mà ve ga phát vẩy phát nó lại làm bảnh ngã lú như cú bực mình đốt luôn. Trời thế gọi trời. Thôi mày bọn mình đi về đây mọi người ơi. Vứt luôn xe ở đây luôn. Giờ mình vứt luôn bộ xác này luôn cho ai dọn thì dọn, anh em mình về đây. Yeah. Để anh em mình về đây, anh em mình về đây. Về để xem gửi luôn cái clip này lên cho BBBga cho mình nào. Bảnh vừa đi đập cái con xe basic của Bảnh rồi. Bảnh gửi video lên cho cái hãng Bega cho nó chuyển cho Bảnh cái xe máy điện xem như nào. Đây rồi này. Alo. Đúng anh Khái đây rồi. À xe giao xe máy điện gì? Anh vừa gửi video đang gửi rồi à? À thế thì em đã chuyển đến quán Phantom anh chưa? À rồi ok. Tuấn ơi Tuấn, em ra lấy nhận cái xe máy điện cho anh này. Xem xe máy điện đẹp không nào? Đi. Đây rồi, đây, đi. Đây. Nó nhiều nhỉ? Rồi. Em à? Chào nha. Em ở hãng xe Mega, em lên ra xe đây. Rồi, xe đây à? Anh vừa gửi video mà đã lên rồi à? Lên ngay đi anh. Lên ngay. Con khác đi xe máy đâu anh? Khác kéo xe anh vừa đập đâu? Được đấy nhỉ? Cho xuống đi các em. Lên cho xuống đây. Con này chắc chắn nhỉ? Hai phanh dưới rồi. Đi đây kìa. Ôi ơi. Con này tốc độ tối đa là bao nhiêu anh? Hả? Tốc độ tối đa bao nhiêu? 60 cây. 60 cây kìa. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Ôi giả sao vậy anh nhỉ? Bán xe đâu xe à? Xe bán. Có khách giá xe anh vừa đạp đâu đúng không? Nhờ yeah. Hơn đi anh. Ngon hơn đấy. Chìa khóa này. Đây mở như nào? Anh bấm 2 lần lúc này là mở. Bây giờ đi luôn là như nào? Ôi đi ngon lắm ấy, em ơi. Ngon lắm. Ngon quay được em ạ. Ui được. Quá chơi luôn, quay. Ok. Con này hiện đại lắm mọi người ạ. Con này có cả ổ sạc điện thoại này, mới có cả loa này. Mà con này nó rẻ gấp 3 lần cái con BCX và nó đi nó đỡ tốn gấp 33 lần con xe ga luôn. Mọi người nhá. Mới lại gì nhỉ? Mới lại đi 100 cây số chỉ hết có 2.000 tiền điện thôi. Mọi người ạ, đi con này xe này được. Rực rỡ lắm á, mà em bật loa lên anh xem nào. Tiết kiệm gấp 33 lần xe ga nhá. Đấy. Đi một quái là còn giặc vần hồng á. Thế thì là rực rỡ cho mọi người. Mọi người chuyển hết sang xe này cho Bảnh nhá. Bye bye mọi người.